Khi vừa tốt nghiệp lớp 9, các em luôn có nhiều dự định ước mơ đúng không? Đó có thể là chọn một ngôi trường để học văn hóa, chọn một trường để học nghề, chọn một trường chuyên nghiệp phù hợp với năng lực sở trường của các em. Cô tin rằng mỗi ước mơ đều trở thành hiện thực nếu các em kiên trì hành động từ hôm nay. Video Em chưa 16, em bây giờ mới tuổi 15. Giới thiệu chương trình học ưu việt của trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Kiên Giang dành cho các em học sinh trung học cơ sở Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Võ Trường Toản, Trương Văn An và các trường trung học cơ sở khác tại Rạch Giá và địa bàn lân cận. Vì cuộc sống là một chuỗi các hành động, mỗi hành động nhỏ là một bước đệm đưa đến thành công lớn. Trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sẽ giúp em chạm đến ước mơ. Hãy cùng tìm hiểu chương trình học tại trường nhé. Đầu tiên, ta cùng tìm hiểu trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Kiên Giang dạy gì, phù hợp với đối tượng nào. Trường đào tạo văn hóa song song với trung cấp nghề sẽ giúp các em rút ngắn thời gian, giảm chi phí học tập để đạt được ước mơ đại học, tạo nguồn cung lao động tri thức cho xã hội. Lợi ích đầu tiên mà trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ giúp các em là đạt được ước mơ trên đường học vấn. Điều này nghĩa là thế nào? Khi em kiên định học tập nghiêm túc trong 2 năm, lớp 10, 11 vào buổi sáng, học trung cấp vào buổi chiều, thầy cô sẽ trao cho các em các công cụ, phương pháp, kỹ thuật để các em nắm bắt cơ bản ngành nghề theo đuổi. Chúng ta hãy xét một ví dụ thực tế. Năm nay em 15 tuổi, muốn tốt nghiệp trung cấp năm 17 tuổi, nghĩa là 2 năm sau em có bằng trung cấp để khởi đầu sự nghiệp của mình. Để có một kiến thức chuyên ngành, các em phải trả mức học phí khoảng 17 triệu đồng trên một năm. Thế nhưng, là một học sinh của trường, em sẽ được miễn học phí. Quy định này rất bổ ích vì giúp giảm gánh nặng kinh tế với các bậc cha mẹ phụ huynh. Đây chính là lợi ích thứ hai của chương trình. Ngoài việc miễn học phí, còn được miễn ký túc xá với những học sinh xa nhà. Đặc biệt, với học sinh giỏi, sẽ được học bổng từ 1 triệu đồng trở lên mỗi năm. Để hiểu rõ hơn, em có thể nhờ hỗ trợ tư vấn từ thầy cô chủ nhiệm của mình hoặc liên hệ trực tiếp với trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lợi ích thứ ba khi học tại trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang. Em còn nhớ mình đã hoàn thành chương trình trung cấp 2 năm khi học xong lớp 11 không? Từ đầu năm 12, em sẽ tập trung trau dồi kiến thức để vượt qua kỳ thi trung học phổ thông. Lúc này em đã được 18 tuổi. Việc học tập có định hướng từ năm lớp 10 giúp em rút ngắn thời gian khi bước vào liên thông đại học chỉ với khoảng 2 năm rưỡi và tiết kiệm được tài chính của mình. Khi đó, em đã bước vào độ tuổi 21 tràn đầy ước mơ và hy vọng. Chương trình Đại học Liên thông được liên kết giữa trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hoặc Đại học Kiên Giang. Các em được giảng dạy bởi các giảng viên của trường liên kết và địa điểm ngay trên địa bàn Rạch Giá số 31 Chi Lăng. Cuối cùng, em cần lên kế hoạch từ năm 15 tuổi với một tinh thần lạc quan, có mục tiêu rõ ràng. Để đạt được ước mơ, em cần học tập nghiêm túc, nghị lực. Cô muốn nhấn mạnh rằng, khi không có mục tiêu rõ ràng, thì thành công sẽ không đến. Thông tin trên trang web nhà trường có rất nhiều. Em hãy lắng nghe, chia sẻ, tư vấn từ các thầy cô. Mọi thắc mắc, các em hãy liên hệ đến trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang để được giải đáp và được hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ nhập học. Chào mừng các em học sinh đến với trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang.